Xin chào! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio cổ đại của MCNi. Bây giờ là tập 18 của Thả Thí Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cùng nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé! vi Nguyệt Tịch Yên Ngày 6 tháng 6, năm thứ 17, Bách Tính Phòng Đồ chuẩn bị rượu và thức ăn đổ xô ra một trăm vạn dặm ngành đón phong vương và phong vân kỵ trở về đây là hoạt động trọng thể tự phát ở trong dân chúng và chỉ mới xuất hiện vào năm đầu tiên của đông triều năm phong vương phong độc ảnh xuất trình trở về nước ngày 10 tháng 6 phong vương cùng mặt trời sáng chói treo trên đỉnh đầu thời tiết lại vô cùng oi bức nhưng lúc này ở thành lạ cùng lại vô cùng mát mẻ các gian phòng đều được sắp xếp và những khối băng đã dự trữ mùa đông khối băng tỏa ra hơi lạnh màn mát thấm vào ruột gan của con người trong cùng truyền tới những tiếng sáo trúc du dương mát lạnh giống như băng tuyết nhẹ nhàng tàn ra toàn bộ cung điện để ta đi ta đi cho thôi ta muốn đi không được lần này phải để ta đi một đám cùng nữ trò chuyện líu lo như chim sơn ca trước văn âm khác của thanh la cùng để qua kéo lại giống như muốn tranh giành thứ gì các người ồn ào gì thế Bỗng nhiên có một tiếng quát vang lão cho toàn bộ âm thanh dừng lại Đám cung nữ vừa nãy cãi vã Bây giờ được cúi đầu im thiên thiết Không dám thở mạnh nữ còn lục vận của thanh la cung nhanh chóng Vòng qua bùn hoa Đi đến trước mặt của mọi người Ánh mắt sắc bén đào qua các cung nữ Mở miệng uy nghiêm nói Các người tụ tập ở đây làm gì Đám cung nữ lén lén nhìn nhau Sau đó vẫn cúi đầu rũ mắt không dám trả lời Thiều nhan Người nói ra ánh mắt của Lục Vận rơi vào một nữ, tử khoảng 28 tuổi, diện mạo lại rất trẻ trung và thành tú. Thiều Nhan bị gọi tên, không khỏi thấp thỏm tiến tới, lặng lẽ liếc nhìn Lục Vận. Khi mà cô thấy ánh mắt nghiêm khắc của cô, dù là đang giữa tháng 6 cũng có cảm giác ớn lạnh. Ta đang nói người đó, Thiều Nhan. Thanh ngầm của Lục Vận vẫn như đang tỏa ra bằng giọng mũi. À, Lục, Lục Vận đại nhân. Thiều Nhan lại cúi đầu sợ hãi đáp vừa vừa nãy ngũ mỹ tỷ từ thiền vân cung tới đây truyền lệnh vương bằng mười công tử lan tức tới thiền vân cung ạ à? vậy sao lục vận liếc mắt nhìn mọi người dường như còn chưa hiểu rõ lại nói tiếp vậy thì liên quan gì đến các người mà người nào cũng nhau nhau lên ở đây là bởi vì khi muốn ngũ mỹ tỷ tới chúng thần đều ở đây mà mà tỷ ấy lại không nói rõ ai sẽ truyền lời vậy cho nên cho nên thiều nhàn lại lúng ta lúng túng khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt của cô không một chút nào biểu tình coi điều đôi mắt lại sắc bén như kéo cô đành phải nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng vậy cho nên các người ai cũng tranh nhau đi sao rồi lại cái vá ầm ý ở trước văn âm các lục vẫn hít mắt vâng vâng phải thiều nhàn lại cúi đầu nhỏ giọng các người <laughs> thực sự là mất hết mặt mũi của người bạch phong quốc rồi Lục Phân lại chỉ tay vào từng người, tức đến mức hai mắt bốc lửa lên. Từ lúc lán tức công tử vào trong cung, các người hết thân hồn lạc phách thì lại quên trước quên sau. Ngày nào cũng cái nhau để xem ai là người hầu hạ công tử. Kiếp trước các người chưa từng thấy nam nhân hay sao? Sao vừa mới có một người sói cà tí xíu mà người đã như mèo gặp chuột, diều hâu gặp gà, nước rãi chảy dài tới núi thiền bích vậy? Nghe lục vận ví dụ trừ tượng như vậy, chúng công nhân lại cũng không nhịn được cười. Nghe lục vận ví dụ, thực sự có điều trông giống ánh mắt của Cô lại vội vàng cắn môi Cả người lại khẽ run Vui sao Ánh mắt của Lục Vận giống như kim châm Nhìn chăm chăm từng người Còn không mau trở về làm việc Ở đó mà đùa giỡn Việc làm thì không xong Xấy một chút nữa ta sẽ phạt các người Vâng Lục Đại, đại Nhân Cùng nữ lại đồng thanh đáp Nhưng Nhưng mà chưa có thông báo cho công tử biết Vương mời ngài đến thiền vân cung Thiều nhan đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở đúng, đúng rồi, chi bằng, người hãy phải ta đi đi. Đám cung nữ lập tức phụ họa. Ai cũng muốn đi hết có phải không? Vậy thì đi hết đi. Lục vẫn lại tươi cười, nụ cười này của cô chỉ là bên ngoài. À, thôi, không có cần nữa. Đám cung nữ trông thấy bà già giữ như con cọp này bắt đầu bất thường, lại vội vàng kêu lên. Vậy còn không mà cút hết cho ta, có muốn ta lột ra các người ra không? Vâng. Nhất thời chúng cung nữ kia chạy tán loạn. Ai chà, sau khi đám cung nữ này rời đi, Lục vẫn mới thở dài, xoay người nhìn về văn âm các vẫn luôn đóng chặt cửa. Chỉ có tiếng sáo trúc vẫn bay bồng vang lên, không bị ảnh hưởng bởi những tạp âm bên ngoài. Cô bước lên bậc thêm, nhẹ nhàng để cánh cửa văn âm các. Một thân ảnh đen như ngọc đứng sừng sững trước cửa sổ, tay cầm sáo trúc đặt bên môi, đôi mắt khép hờ. Tiếng sáo trong trẻo như là mây bay nước chảy truyền ra khắp tứ phía. Lan tức công tử. Lục vẫn lại khẽ cúi người gọi. Tiếng sáo ngừng lại, hắn mở mắt ra. Lục vận lại cảm thấy như là có một viên minh châu từ trên trời rơi xuống, bên trong tràn ngập ánh dạng người. Trong nháy mắt, ánh sáng đó cũng đã thu lại, viên minh châu giống như đã ẩn mình trong một góc tối tăm của văn âm khác. Lục vận đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Lan Tức lại khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cô. Xin mời công tử hãy đến Thiền Vân cung. Lục vận cung kính đáp, cúi đầu tránh né ánh mắt đen thuần không tỳ vết của hắn đôi con người này phảng phất như là chứa những vì sao mở quang chiếu thẳng đến chỗ sâu nhất trong trái tim của con người ừ. lan tức khẽ gật đầu lại mỉm cười nhàn nhạt, nhạt đa tạ lục vận đại nhân không dám lục vận vẫn cúi đầu không một lần liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đã khiến cho bao nhiêu cung nữ phong vương cúc mê đắm trước thiền vân cung lan tức lại cảm ơn những cung nhân đã dẫn tới sau đó bước vào trong đình vân điện đại điện này vốn rất ít người vào cả điện đều thập phần yên tĩnh chỉ có vài công nhân lặng lặng cúi đầu hắn ngước mắt lên quan sát đại điện này tuy rất to nhưng rất có khí chất không trang hoàng xa hoa mà vẫn bật lên phong cách tao nhã và cao quý rất giống với chủ nhân của nó có tiếng bước chân nhảy nhảy từ bên trái chuyển tới càng lúc càng gần tiếng bước chân này uyển chuyển giống, giống như đang đạp lên trên những làn mây nhỏ đến mức người bình thường không thể nghe được vậy chẳng biết Phong vương tìm Lan Tức có chuyện gì? Lan Tức tạo nhã lễ độ nói. Mở quang khẽ đảo qua bóng người trước mặt. Nhìn thấy nàng, khói môi lại không khỏi cong lên. Hôm nay Tiết Vân mặt diện một bộ y sa màu lam như nước, mềm mại và mộc mạc, thắt lưng quấn một dải lụa cùng với mấy, với mấy màu quần áo yêu kiều. Làn váy dài của nàng che khuất mắt cái chân, chân mang dày theo màu lam nhạt. Trên mặt giày có hình một đám mây bay bằng tơ mềm. Mái tóc đen thẳng, được buộc bằng một dải lụa trắng, khuôn mặt tự nhiên không hề điểm trang, chỉ có mảnh ngọc hình trạng khuyết vẫn đeo trên trán. Tích Vân lúc này phiêu giật như liễu, thanh tịch như sen, ôn nhu như nước. Ta dẫn người tới một nơi. Tích Vân nói xong, lại tức khắc xoay người bước vào trong điện. Hai người đi qua một hành lang dài uốn khúc, vòng qua ba viên, vượt qua bốn chiếc cầu, lại đi qua năm hòn non bộ, vô số đình đài thủy tạ, cuối cùng là mới dừng bước một cung điện nơi này không lo lắm, lại nằm sâu trong thiện vân cùng, giống như chỉ thích là một cái bóng của làn mây. Bất luận là cuộc đời này có trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sự biến động, thì nó vẫn sẽ mãi mãi theo làn mây này. Vi Nguyệt Tịch Yên Làn tức lại nhìn bảng hiệu trước cung, thì thầm nói, lại nghiêng đầu nhìn Tích Vân. Xấu ảnh tả Vi Nguyệt, sơ chỉ hoành Tịch Yên. Đúng rồi, ánh mắt của Tích Vân có một chút mơ hồ, nhìn những chữ ở trên tấm bảng phẳng phất như là đang nhìn một người bạn trí cốt đã lâu rồi không gặp. Nàng muốn tình tế quan sát rõ bề mặt, muốn nhìn rõ thời gian đã làm cho nó thay đổi ra sao. Tuy chỉ là bốn chữ viết đã bạc màu, nhưng bút pháp vẫn hết sức sinh đẹp và nho nhã, từng chữ như liễu đung đưa. Tòa công điện này dựa theo bức tranh của một hài tử 10 tuổi đã vẽ, sau đó xây dựng nên. Hài tử đó tên là Phong Tả Nguyệt. Phong Tả Nguyệt Ánh mắt của Lan tức rơi vào bốn chữ trên tấm bảng. Nguyệt Tú Công Tử, Phong Tạ Nguyệt Ngoài trừ huynh ấy ra Trên gói đời này còn ai có thể được xưng là Nguyệt Tú Tích Vân lại bước đến bậc thêm màu đỏ Nhẹ nhàng đầy cánh cửa cung Đi vào bên trong Làn tức cũng theo sau lưng của nàng Hắn vừa đi qua Lập tức sững sốt Một người hiểu biết sâu rộng như hắn mà cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc Phía sau cánh cửa không phải là một cung điện to lớn Mà chỉ là một khoảng ngoài trời trong sân thì trồng rất nhiều loài hoa vươn mình rực rỡ, có những thì hiền lầu kỳ lạ hiếm thấy ở trên thế gian, thực sự khiến cho con người ta cảm thấy thanh thản tâm hồn. Hắn ngắm nhìn xung quanh, lại đập vào mắt đầu tiên là chiếc rèm tơ lụa màu xanh từ bên trong trên không rũ xuống. Gió ngoài cửa tràn vào, khiến cho chiếc rèm tung bay, tự như đang phay phẩy chiếc mạn che mặt của mỹ nữ, làm lộ ra dung mạo của nàng. Phía sau tấm rèm là có hai hành lang dài dựng hai bên trái và phải, cong cong giống như mảnh trăng non. Hai hành lang kéo dài đến giao điểm cuối cùng thì lại hợp lại thành vầng trăng tròn mà hai bên trái phải của hai hành lang này lại có những tiểu lầu đẹp đẽ và xinh tinh xảo, tự như là những cung điện bằng ngọc ở trong những bức tranh vẽ thiên cung. Có cái mang hình dáng của một đóa hoa sen, có cái mang hình dáng của một chiếc thuyền, lại có cái thì giống như là một ngọn núi xanh mướt, có cái gì đó tự như làn mây bay, còn có cái thì lại trông như viên trân châu. Mỗi một tòa lầu đều mang thêm một bảng hiệu, ví dụ như hoa khiết miền lường, tiểu chu giang thệ, thành sơn nhược ngã vân độ thiền giá tâm châu nhược hứa. Những lá chữ ở trên bảng này, cái nào cũng là hết sức xinh đẹp và nho nhã, bởi vì là cùng một người viết ra. Xung quanh hành lang này trồng rất nhiều cây cối, cao khoảng một trượng, xanh mướt như ngọc, lại có một thảm cỏ xanh rì bên dưới. Phía trên cỏ là muôn vàn đó hoa xanh đỏ tím vàng, hương hoa lan tỏa, những làn bướm bay lượn tung tăng. Những đó hoa tuy được người trồng, nhưng mà lại giống như đã sinh trưởng trong thiên nhiên khiến cho người ta lầm tưởng rằng bị đăng lạc vào trong một u cốc tách biệt với thế giới. những đóa hoa này bao bọc xung quanh vài khối đá cẩm thạch có rất nhiều hình dạng khác nhau. các khối đá trắng nón giống như ngọc được lát thành một vòng tròn tự như ánh trăng rằm trên trời, lại tự như là một bàn cờ trốn nhân gian. huynh ấy nói, huynh ấy lớn hơn ta, vậy cho nên huynh ấy ở bên trái, ta ở bên phải. lan tức còn đang ngạc nhìn tán thưởng. Đình viện này chợt nghe thấy có tiếng tích vân thủ thị bên tai. Hắn quay đầu nhìn nàng, lại thấy trên mặt của nàng hiện ra một nụ cười nhẹ nhẹ. Trông nàng lại đang rất vui vẻ. Nơi này... Hồ ly đen, lúc còn nhỏ, người đã ở đâu? Tích vân quay đầu liếc nhìn hắn, cũng không đợi hắn trả lời mà lại nói tiếp. Còn đây lại chính là nơi ta mà ca ca lúc còn nhỏ đã ở. Vẻ mặt của nàng lúc này thủy mỹ ánh mắt dịu dàng mang theo sự vui mừng và ôn nhô, lại có một chút xúc động khi nhìn thấy cò cây, lầu son và hoa bướm. Làn tức chưa thấy thấy Thích Vân có thể vẻ mặt như vậy. Cho dù là lúc nàng vừa mới gặp Ngọc Vua Duyên lần đầu tiên đi chặng nữa, thì sự vui vẻ và dịu dàng này chỉ dành riêng cho Phong Tả Nguyệt, một vị vương tử thanh tú như trăng rằm của Bạch Phong Quốc. Dừng lại. Hắn lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, thấy mũi chân của nàng khẽ điểm, người đã như lông vũ bay xuống mấy khối đá cẩm thạch xếp thành hình trăng tròn. Tích Vân nhắm mắt đứng yên trong giây lát, tự như đang hồi tưởng lại chuyện gì. Sau đó nàng nhẹ nhàng chuyển động, đầu ngón chân chạm vào mặt đất, cả người xoay tròn. Nàng giơ cánh tay thon dài lên, ống tay áo nhanh chóng bay múa, thân hình vừa giống như đang khiêu vũ, lại vừa trông như là một quân cờ trên bàn cờ. Nàng xoay người nhanh hơn, chiếc váy làm tung bay phấp phới, tự như là một đóa hoa mềm mại uyển chuyển giữa mặt hồ. Mũi chân của nàng chạm từng hồi, từng bước chạm đến đều vô cùng chính xác. Tiếng châm ngâm vàng lại giòn tan. Nụ cười trên khuôn mặt của nàng không bao giờ tắt, thần tình hết sức thoải mái, giống như chỉ đang lặp lại những trò chơi thở ấu thơ. Trải qua rất lâu, đó hoa kia cuối cùng cũng đã dừng bước, lặng lẽ đứng chờ. Một tiếng nứt vang lên, mặt đất khẽ chấn động, những khối đá cẩm thạch giống như có ý thức tự di chuyển theo quy luật nào đó, bàn cờ hoàn chỉnh bỗng nhiên bị cắt ra thành nhiều phần. Tích Vân đã sớm dự tính được trước mọi chuyện, nàng vẫn đứng yên trên một khối đá, mặc cho nó xoay vòng. Rốt cuộc thì, những khối đá này cũng đã ngừng di chuyển, trên mặt đất lộ ra một cửa độc cao chừng hai thước. Tích Vân lúc này đứng ngay trước cửa động, phía dưới thấp thoáng có những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Người không muốn đi cùng với ta không? Tích Vân quay đầu lại liếc nhìn Lan Tức. Nơi này thông tới thiên đàng hay là sống hoàng tuyển Lan Tức lại thản nhiên nói, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tích Vân. Thông xuống hoàng tuyển. Tích Vân cũng là nhàn nhạt, nhạt cười, nụ cười mang thêm một chút ý châm chọc. Lan tức công tử, ngài có dám đi hay không? Đã có phong vương bên cạnh, dù là hoàng tuyển, thì cũng là hóa thiên đàng thôi. Lan tức mỉm cười, sau đó bước đến trước nàng. Nhìn bóng lưng không một chút nghi ngờ đang đi đằng trước, thần sắc của nàng lại trở nên phức tạp, lại khẽ thở dài rồi cũng bước theo hắn. Trong này có rất nhiều bậc thang, Tích Vân và Lan tức bước từng bước xuống phía dưới, không khí của chính giữa động đất âm u chống trải. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ Cùng với những tiếng bước chân của hai người Đúng là có cảm giác đang đi xuống hoàng tuyền Bất chợt Hai người quay đầu nhìn đối phương Khi ánh mắt của họ gặp nhau Cả hai cùng lúc mỉm cười Đi khoảng nửa tiếng Bọn họ là cũng xuống được bên dưới Trước mặt của họ là một con đường dài rất dài Hai bên có hai vách đá Cứ cách ba trượng lại có được khả một viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái Trời quang lấp lánh dọi sáng xung quanh Hai người đi thêm khắc nữa Thì đến cuối cùng một cánh cửa đá hiện ra trước mặt, phía trên có khắc ba chữ, hàng gạch vụ. Có biết bên trong này là gì không? Tích Vân lại chợt mỉm cười hỏi hắn. Vàng bạc trên đời này cũng giống như đống gạch vụ. Lan Tức nghe vậy thản nhiên, ánh mắt lại rơi vào ba chữ này. Người ta nói phong gia trước giờ vẫn luôn thanh cao, coi vinh hoa như cỏ rác. <laughs> Tích Vân lại nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn Lan Tức. Vậy người có cảm thấy họ nói sai không? Tôn kính không, còn không kịp. Làm sao dám bất kính? Làn tức lại tỏ ra vẻ vô cùng chân thành nhìn nàng. Có điều, lời này của hắn có ý nói ngược lại. Tích Vân cũng không đếm xỉa tới mấy câu châm trọc của làn tức. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, vươn tay ra, trưởng vào ba chữ, hăng. Hăng gạch vụn, sau đó yêu kiểu đáp xuống đất. Tiếng cửa đá nặng nề vang vọng. Xin mời công tử thưởng thức cỏ rác của Bạch Phong Quốc. Tiên Vân khóa tay Nhưng cho Lan Tức đi trước Tức cùng kính không bằng tuân mệnh Lan Tức cũng chẳng lễ nghĩa nhún nhường Lập tức bước thẳng vào bên trong Phút chốc Quang mạng lóng lánh tràn ngập cả hang động Xuyên qua con người của hắn Khiến cho hắn mơ hồ không thể nào mở mắt ra được Trong hang động to lớn này chứa vô số núi rừng vàng núi bạc Ngọc Châu hàng đống giống như biển sàn hồ mã não chất đồng Tầng tầng lớp lớp bảo thạch phỉ thúy Còn có vô số cổ vật Châu báu chân quý đến ngày cả Lan Tức vốn xuất thân từ vương tộc, nắm trong tay núi vàng núi bạc mà cũng không khỏi ngạc nhiên. Vậy người nói mấy thứ này so với quốc khố của nước Hoa, người cảm thấy thế nào? Tích Vân nhìn về mặt của hắn bỗng chốc lại cười nói. Ai, Hoa Quốc Đại Phú, ta nắm hết tài sản của hai nhà kỳ thượng ở trong tay, vốn liếng là có được nửa nước Hoa rồi. Vậy nhưng những thứ này so với Hoa Quốc là phải gấp đến 10 lần nữa. Lan Tức thở dài, lại quay đầu nhìn Tích Vân. Tại sao lại phải cắt dấu của cải ở đây? Từ xưa tới nay, Bạch Phong Quốc chưa hề có ý muốn tranh thiên hạ. Tại sao lại phải cắt dấu nhiều tài sản như vậy? Tranh thiên hạ? Tích Vân lạnh lùng cười, ánh mắt của nàng như gai nhọn nhìn về phía đống châu báu. Có vẻ như trong lòng của người, của cải chỉ liên quan đến tranh thiên hạ. Bởi vì đó là ý tưởng của ta. Bao nhiêu năm này, ta đã nỗ lực hết thầy cũng là chỉ vì nó. Làn tức không để ý đến sự mỉa mai của nàng, Vân Đạm phong khinh đáp. Chỉ vì nó Tích Vân lại cười nhạt Vừa hài lòng vừa không hài lòng với lý do của hắn Thực sự lại hiếm thấy người thẳng thắn như vậy Ta chưa từng nói ta không muốn nó Không phải sao Làn tức thản nhiên nhìn nàng Đôi mắt ánh lên một sự sâu thẳm nhưng đầy bình tĩnh Tích Vân mỉm cười Thần tình không biểu lộ ra buồn vui Chỉ quan sát đống châu báu rồi nói Sở dĩ phong vương cất giấu nhiều tài sản như vậy Là bởi vì vương phu của thủy tổ Đã có để lại một di thư Lan tức bỗng nhiên lại nhíu đôi mày dài Ánh mắt rơi vào người của Tích Vân Lặng lẽ chờ đợi nàng nói hết Giết thủy đế Báo huyết thổ Tích Vân lại nhàn nhạt, nhạt, phun ra một câu Cái gì Lan tức không khỏi kinh ngạc Theo hắn biết các triều đại của phong gia từ xưa tới nay Không hề tranh giành với đời Có thể nói là tận trung với hoàng thất đông triều nhất Vậy mà bọn họ dám để lại một câu gì huấn đáng sợ như vậy Tại sao không biết. Tích Vân thẳng thắn trả lời. Đó là lý do các người thu thập nhiều tài sản mà chưa bao giờ hành động. Lan tức rất thông minh, chỉ cần nghe đại khái đã nghĩ ra nguyên nhân. Ừ. Tích Vân gật đầu, cuối người nhặt một viên minh châu to như nắm tay của trẻ em, bảo vào trong lòng bàn tay ngắm nghĩa. Nhật ký các triều đại phong vương có ghi, sau khi vượng vương từ trần, thì vào năm tiếp theo, vương phù của bà cũng mất. Bước gì thứ này ông vào chặt trong lòng bàn tay, Ta nghĩ ông cũng là rất do dự rằng Chẳng biết con nên truyền lại cho hậu bối hay không Coi điều chưa kịp quyết định thì đã qua đời rồi Sau khi ông mất Một người hầu thân cận đã phát hiện ra bức di thư của ông Cho nên vội vàng trình lên cho phong vương đời kế tiếp Vị phong vương này lên ngôi khi mới 10 tuổi Vẫn còn là một hài nhi Thấy bức di thư của ông có ý phản nghịch Thì lại sợ hãi cất giấu Không nói năng với ai Kể cả bốn vị đại thần trụ cột quốc gia năm đó Tất nhiên phong vương định nhị thì không dám có ý niệm giết thủy đế hơn nữa ba năm sau khi vượng vương qua đời thì thủy đế cũng đã băng hà rồi chỉ đến khi ngày ấy trưởng thành thì mới nghi ngờ bức di thư này có vấn đề nghi ngờ cái chết của phượng vương năm xưa tích vân lại liếc nhìn đàn tức nàng hơi ngừng một chút rồi nói tiếp người có biết phượng vương mất năm bao nhiêu tuổi không hình như khoảng hơn ba mươi tuổi Lan tức lại thoáng nghiêng đầu suy nghĩ ta có lần đã xem qua nhật ký của quốc tổ khi phụ vương Phượng Vương qua đời thì ngài rất đau lòng. Từng viết ở trong nhật ký. Phượng dị đi tâm ta nứt ra. Ta lớn tuổi hơn nàng. Cớ sao lại sống lâu hơn nàng. Ngày mà quốc tổ của nước ta ghi câu đó ngài còn chưa đến 40 tuổi. Nếu như ngài lớn tuổi hơn Phượng Vương vậy thì Phượng Vương nhất định là cũng chỉ hơn 30 tuổi thôi. Chính xác là 36 tuổi. Tinh Vân nhẹ nhàng ném viên minh châu trong tay lặng lặng nhìn nó rơi xuống lòng bàn tay của mình. Đối với những người có võ nghệ mà nói không chết bởi vì đau kiếm nơi xa trường Mà lại chết vào cái tuổi 30 khi vẫn còn khỏe mạnh Người bảo có kỳ quái hay không? Vậy lẽ nào Các người nghi ngờ cái chết của Phượng Vương Có liên quan tới Thủy đấy Làn tức lại là nhức câu mày Sử sách ghi rằng Phượng Vương xa thân vào trong chiến trường hơn 10 năm Dù tạo nên vô số công huấn cái thế Nhưng bà vốn là một thân nhi nữ Bẩm sinh khiếm khuyết Lại lao lực hao mòn Thương bệnh tổn hại Hơn nữa bà điều hành đất nước 10 năm quốc sự vất vả và cực nhọc dẫn đến tâm lực tiểu tụy qua đời khi còn rất trẻ tích vần nhẹ nhàng cầm viên minh châu lại khép đôi tay tức khắc nó đã hóa thành bột vụn thực chất phượng vương chết ở đế đô chết vào lúc đang ít chiều vậy cho nên các triều đại phong vương mặc dù là không dám công khai oán hận thủy đế phản đối đông triều nhưng mà tận đáy lòng vẫn là rất căm thù đang phải tích chứa của cải để một ngày nào đó chân chính bước đến kim điện giết chết hoàng đế báo thù cho phượng vương là tức suy đoán. Cũng không đúng. Tích Vân lại cười cười, nếu như phong gia chúng ta muốn chống đối với Đông Triều thì đã nhận loạn linh vương năm đó để tạo phản rồi. Vậy cho nên, rõ ràng là chúng ta không hề có ý tạo phản, chỉ là muốn hoài nghi về cái chết của quốc tổ, vì vậy mới cầm hồn thủy đế mà thôi. Mỗi lần quốc khố dư thừa, các vị quốc chủ nước ta đều lại chuyển vào đây cất giấu, không để vào quốc khố để khoe khoang sự giàu có với cả thiên hạ, hay là dùng nó để xây thành trì, tăng vũ lực như những nơi khác. Ba trăm năm nay, một phong vương tộc không hề thích đánh trận, không chí tiến thủ đã tích góp được bấy nhiêu đó, là những thứ mà người vừa thấy trước mắt. Cất giấu lại để chờ một ngày nào đó dùng tới. Lan tức lại nhìn nàng. Kỳ thường, các người oán hận thủy đế nhiều hơn các ngươi tưởng đó. Tích Vân nghe vậy lại cười lớn, thổi vào lòng bàn tay một ngọc trai, rồi lại nhẹ nhàng bay xuống. Mà kệ oán hận nhiều hay ít, phong tích Vân ta hôm nay quyết tâm là phải lật đổ đông triều ánh mắt của nàng đảo qua ngọc bột biến mất trong tích tắc lóe ra một tia lửa cũng mặc kệ nữ ước nguyện ban đầu của phượng vương ra sao mặc kệ lịch sử chính xác thế nào ta sẽ khiến cho đông triều đang thủng lủng thủng trăm ngàn lỗ chỗ kết thúc để cho nó giống như một viên minh châu tan thành cát bụi làn tức nhìn nữ tử trước mắt nàng vốn chỉ là ăn vật ôn nhu và dịu dàng nhưng vẫn toát lấy khí khái hào hùng không thể nào che giấu được kỳ thực hắn đã thấy nàng rất thích hợp với bộ giáp bạc của vị phượng vương vô song đó. Nàng mặc vào lại còn tự như bạch phượng thời loạn chiến. Nhưng thứ mà nàng muốn mặc nhất có lẽ lại là... Lan tức thoáng trầm mặc còn Tích Vân thì lướt qua nhìn đống vàng bạc châu báu, quan sát một bức tranh đang treo trên tường ực, ở phía đông. Nàng muốn đến đó, nhưng mà rồi lại do dự lúc lâu, rốt cuộc là cũng bước đến nơi treo bức tranh đó. Trên bức tranh có vẽ hình mặt trăng và mặt trời, khi mặt trăng lặn, mặt trời mọc thiên địa chia ra làm hai mảng sáng tối, bên dưới còn có hai bóng người nhàn nhạt, nhạt đang đứng ở đó. dưới ánh mặt trời lờ mờ vào hừng đông, hai chiếc bóng trở nên mơ hồ, không rõ dung mạo. cảnh tượng trong bức tranh vừa mù mờ, lại vừa chất chứa một thứ tình cảm uất ức. ngón tay của Tích Vân vuốt nhẹ hai bóng người trong tranh, nàng lại khẽ thở dài, kéo bức tranh lên, phía sau lộ ra một cửa đá. Lan tức đi tới, thấy hai bên cửa đá này có khắc dòng chữ xấu ảnh Tả Vi Nguyệt sơ trì hoành tịch yên Mà tích vân lúc này lại ngơ ngẩn nhìn dòng chữ này rất lâu Mãi một lúc sau nào mới nhẹ nhàng nói Huynh bảo Bao giờ cũng nói là huynh ấy là tà nguyệt Ta lại là tịch yên Vì vậy Huynh ấy luôn luôn gọi ta là tịch nhi Không chịu gọi ta là tích vân Cuối cùng thì phụ hoàng cũng đã gọi ta là tịch nhi Giống như huynh ấy Nàng vươn tay ra đầu ngón tay cùng lúc chạm vào hai chữ nguyệt và tịch Cửa đá khẽ di động Hiện lên một gian thạch thất Cả hai đi vào trong thạch thất này Bốn góc đó có đến bốn viên dạ minh châu rất lớn Chiếu sáng lên khắp nơi gian phòng này không cất dấu vàng bạc như là hang động bên ngoài Chỉ có những bức tranh treo đẩy trên bốn vách tường Một bên là tranh vẽ của một cô bé Một bên là tranh vẽ một bé trai Những bức họa cơ hồ Đang kể lại quá trình lớn lên cùng nhau của hai người Ở đây tổng cộng có 24 bức tranh Ta 12 bức Ta Nguyệt Ca Ca 12 bức Bắt đầu vào lúc ta 4 tuổi Tạ Nguyệt ca ca, 6 tuổi. Thanh ngầm cực tích vân mềm mại như tờ, mang thêm một sự thương cảm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Mỗi năm đến, ngày sinh nhật, chúng ta để tặng cho người kia một món quà tự tay mình làm, cùng vẽ cho đối phương một bức tranh. Hẹn nhau đến năm 80 tuổi. Vậy mà... Lan tức rời bước, mở quang đảo qua trên người của mỗi bức họa. Có một tiểu cô nương 4 tuổi đang cầm một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, cầu mày chừng mắt như muốn nói, nếu như huynh công nhân chóng vẽ cho xong, muội sẽ ăn hết chiếc thuyền gỗ này đó. Phía trên bàn ở dưới chân bức tranh có một chiếc thuyền gỗ bằng gỗ, hình dạng xấu xí và thô sơ, dường như có một người thợ mộc vụ về đang làm. Chỉ là trong bức tranh đó, chiếc thuyền lại trở nên đẹp đẽ và tinh xảo, trông hết sức sinh động. Bức tranh khác lại vẽ một bé trai 6 tuổi mi thanh mực tú, cầm một chiếc nơ bướm tặng ở trong tay, Về mặt thì ngượng ngùng, cặp mắt thanh thuần giống như muốn nói. Tại sao mỗi lại tặng cho con trai nơ bướm màu hồng? mà dưới bức tranh cũng có một chiếc nơ bướm màu hồng hồng đã phai màu, đã méo mó, chứng tỏ người thắt là cũng không hề thành thạo và khéo léo gì. Còn kỹ thuật vẽ tranh của người này dù không mất đi sự hấp dẫn và say mê, nhưng nét bút thì lại vất cầu thả, lại còn sơ ý để mực nhỏ xuống bức tranh, may mà chỉ rơi bên cạnh, không rơi vào chính giữa khuôn mặt của cậu bé. Tiểu cô nương 5 tuổi, tựa hồ đã cao hơn một chút, mặc bộ y phục màu xanh, tóc búi hai bên, hoạt nhìn trông rất sạch sẽ và chỉnh tề, chỉ có ống tay áo là bị xé rách một mảnh. Cô bé lại cầm thanh kiếm bằng gỗ, dừng oai diễu võ, giống như đang tuyên bố. Sau này lớn lên, chắc chắn là muội sẽ là một người vô địch thiên hạ. Cậu bé 7 tuổi cũng đã lớn, dùng mạo anh tuấn hơn, mái tóc đen dài dối tung trên vai, thực sự là một hài tử xinh đẹp. Cậu cầm đi một cành hoa thường sực màu tím, thần tình thập phần bất đắc dĩ, hình như muốn nói với cô bé rằng, có thể đổi quà tặng được không? Tất nhiên là không được chấp nhận, người vẽ tranh lại còn đặc biệt vé đóa hoa thực sự kia rất tươi đẹp. Xem qua nhiều bức tranh, hai đứa bé không ngừng trưởng thành, mặt mày càng lúc càng thanh tú, trang phục tao nhá nhưng phần tình và khí chất lại khác nhau. Cô bé rất thích cười, lồng mày luôn luôn giãn ra, khóe mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ và thích thú. Tự hồ thế gian này có bao nhiêu chuyện, đều là những thứ có thể chơi đùa, khiến cho cô bé cảm thấy rất vui vẻ. Nét mặt của cô bé lúc nào cũng tùy ý và vô kỵ, Dường như chỉ cần sơ ý một chút thôi Cô sẽ chạy thật xa Bay thật cao Không ai có thể bắt được mình Cậu bé lại hết sức nhã nhặn Đứng hai ngồi đều rất nề nếp Thanh lịch dáng người lại gầy gò Mái tóc đen dài Xóa xuống Ít khi buộc đằng sau Cũng là không thèm đội mũ quan Khuôn mặt của cậu vô cùng nho nhã và tuấn tú Lại lộ ra một trạng thái bệnh tật Cậu mặc trường bào rộng thùng thình Rộng đến nỗi làm cho người ta sợ hãi rằng thân hình của cậu sẽ bị chiếc áo này bao phủ mất. Tuổi tác càng lớn dần, tài vẽ tranh của hai người cũng đã thuần thục hơn, hình thành hai phong cách vẽ tranh khác biệt. Những bức tranh vẽ của bé đã có nét bút hết sức tỉ mỉ và tinh tế, xinh đẹp và nho nhã. Mỗi một sợi tóc đến nếp nhăn, khóe miệng khi cười, những món trang sức và nếp gấp quần áo đều được thể hiện rõ ràng trong bức tranh. Người vẽ tự hồ vô cùng chăm chú, mỗi nét vẽ đều hết sức cẩn thận, tự nhiên đang vẽ một thứ bảo vật gì đó quý giá nhất trong lòng của mình, không cho phép bức tranh này có một chút gì tỉ vết mà bức tranh vẽ cậu bé lại trông rất tùy tiện, giống như chỉ cầm đại cây bút lên quẹt quẹt vài đường, không hề quan sát tỉ mỉ cậu giống như thế nào. Có điều, mặc dù chỉ là những nét bút đơn giản nhưng đã phát họa đầy đủ phong tư khí chất của cậu bé. Dễ để thấy người vẽ đã thấu hiểu cậu rất nhiều, vậy cho nên trong lòng đã hình thành một khuôn mẫu rồi. Mắt của Lan Tức lại dừng ở bức tranh một thiếu nữ 15 tuổi. Đây là một bức họa sau cùng mà cô này, cô bé, vẽ đó. dáng vẻ và diện mạo đều là tương tự với Tích Vân bây giờ hơn nữa lại còn mặc trang phục hoàn toàn giống với bộ xiêm y nàng đang mặc bây giờ. Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước lan can bạch ngọc, đằng sau là một khoảng sơn trồng cây hoa Thược dược tím. Nàng cười khanh khách, vẻ mặt yêu kiều, cười vào hoa lần với nhau, làm tôn lên nhau. Nhưng, trong ánh mắt của nàng cất giống một tia âm thầm đau đớn, vô tình để cho người vẽ nhìn thấy. Còn cậu bé, hẳn phải gọi là chàng trai, dáng người cao thẳng tựa như ngọc, mày dài mắt sáng, anh Tuấn khôi ngô, phong tư tự liễu, thực sự đúng là một mỹ nam xứng với danh xưng Nguyệt Tú. Có điều, giữa trán của chàng lại hiện lên một sự mệt mỏi rã rời, bệnh nặng không khỏi, thân thể gầy yếu, tinh thần suy nhược. Chàng mặc trường bào màu xanh lơ, đeo thắt lưng cửu khổng linh lung màu hồng ngọc, cũng đã đứng trước lan can bạch ngọc này. Phía sau cũng là một khoảng sân đầy hoa. Nhưng khi người và hoa lẫn vào nhau, chỉ thấy hoa thêm kiểu diễm và đẫy đà, còn người thì lại vô cùng gầy yếu vậy nhưng khuôn mặt của chàng vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt vẫn toát ra một sự hài lòng. đây là lần cuối cùng chúng ta vẽ tranh cho nhau, cũng là sinh nhật cuối cùng của huỳnh ấy. qua ngày hôm sau, huỳnh ấy đã đi rồi. bên tai của hắn phảng phất giọng nói trầm thấp của nàng, hắn ngoái đầu nhìn, đã thấy nàng đứng bên cạnh mình từ khi nào, chỉ lặng lặng ngắm nam tử ở trong tranh, giọng nói thản nhiên mà đau thương vô hạn. phong vương tộc có thể nói là dòng tộc suy thoái nhất ở trong số các vương tộc đông triều mỗi một triều đại đều chỉ có đúng một người con nối dõi kể từ thời thủy tổ tới nay cứ hễ sinh được hai hay ba người con không phải là chết từ lúc mới sinh thì cũng là chết trẻ cuối cùng lại chỉ có đúng một người kế thì thừa đựng vương vị đến đời phụ vương của ta cũng sinh ra hai người bá phụ và phụ vương nhưng bá phụ lại mất sớm chỉ để lại một người con trai đó là Tạ nguyệt ca ca sau đó phụ vương ta kế vị mẫu hậu sinh ta xong mấy năm liền không sinh thêm được nữa phụ vương cũng lấy rất nhiều thầy thiếp mà cuối cùng vẫn chỉ có một đúng một mình ta vậy cho nên đến thế hệ của ta Phòng vương tộc chỉ còn có mỗi một mình ta và tà nguyệt ca ca là hậu duệ của vương thất tích vân nhẹ nhàng rời bước dưới tay nhẹ nhàng vút ve hình ảnh của cậu bé 8 tuổi mà kể ra cũng vừa khéo ta và tà nguyệt ca ca sinh cùng ngày cùng tháng nhưng chỉ khác năm huynh ấy hơn ta 2 tuổi sau khi bá phụ qua đời Huynh ấy đã được phụ vương đón chào vào trong vương cung để nuôi dưỡng. Huynh ấy không cha không mẹ. Còn ta... Phụ vương quản sự chính trị và những việc vặt vãnh rất nhiều. Còn mẫu hậu thì... Bởi như thế, hồi nhỏ ta và Huynh ấy rất thân thiết. Mà phong vương tộc lại vô cùng ít con cháu nối dõi. Có một người thôi, đã là quý giá lắm rồi. Mỗi tội Huynh ấy từ nhỏ thân thể đã suy nhược, phải uống thuốc quanh năm suốt tháng. Huynh ấy lớn hơn ta, nhưng cái gì cũng là do ta quyết định từ việc ăn mặc cho đến việc chơi đùa, hoàn toàn là ta chăm sóc cho huynh ấy. Ta còn có cảm giác chúng ta không phải là huynh muội mà lại là tỷ đệ. Ca ca mặc dù ốm yếu, nhưng lại rất giỏi về hội họa và tinh thông âm nhạc, có thể tự sáng tác ra những ca khúc. Mỗi bài mà huynh ấy viết ra đều được nhân dân trong nước truyền hát. Hơn nữa, còn có tài làm văn thơ, phần nửa tri thức của ta đều là do huynh ấy truyền thụ. Huynh ấy lại là một người rất thông minh và tài hoa. Chỉ tiếc đã quá yếu đuối Chỉ cần sơ ý một chút thì Trên mặt của Tích vẫn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Đôi mắt toát ra một tia nghịch ngợm Tự nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó thú vị Ta còn nhớ vào mùa hè một năm không lâu sau khi sinh nhật của chúng ta Là sinh nhật thứ 40 của Phụ Vương Các nước đều phái sứ thần đến chúc thọ Ngay cả đế đồ là cũng phải phái sứ giả tới Lần sinh nhật nhật đó Vương cùng mở đại yến tiệc Cả nước cùng chúc mừng Lại vô cùng náo nhiệt mà ta thì hiếu động ham chơi Làm sao có thể chịu mặc trang phục công chúa phiền toái và dùm già Rồi an phận ngồi yên một chỗ Vậy cho nên Ta đòi tàng Nguyệt ca ca đổi ý phục với ta Để cho huynh ấy ngồi ở chỗ của ta Còn ta thì mặc quần áo của huynh ấy Cố tình giả bộ ốm yếu Vậy là phụ vương tưởng thật Đành kêu ta về cung nghỉ ngơi trước Chờ sau khi các cung nhân đã rời đi rồi Ta lén lén tới chuồn ra ngoài Trên vào giữa đám triều thần đang vui cười Nhìn bọn họ ăn uống đàm đạo Nghe bọn họ bàn luận thế sự Đôi lúc bọn họ là còn đánh giá phong độ của sứ thần các quốc gia khác. Lâu lâu lại trêu đùa một số người mà ta không vừa mắt hay là vụng trộm trông ngọc bội của mấy cái tên trông giống với tham quan. Thực sự, hôm đó, ta lại chơi vui hết mình. Đến gần cuối tiệc có tiếp mục của sứ thần nước khác để mang lên vật lễ chúc thọ. Trong đó, có tiếp mục biểu diễn siết đi thăng bằng ở trên dây của Hoa Quốc rất đặc sắc. Ta càng xem lại càng thích, cho nên đi về phía trước nhìn cho rõ. Ta đã thấy hai người kia đứng ở trên dây nhảy lên rất cao, giữa không trung đã kết hợp thành một vòng tròn rồi lại vững vàng đáp xuống dưới dây thừng thế là không nhịn được ta đã la lên khen mà lúc đó tuy rằng não nhiệt thật nhưng là bởi vì quốc yến có mặt quốc chủ ở đó cho nên sứ thần các nước ở dưới dù vui vẻ cỡ nào cũng là không có dám lớn tiếng thành ra cái tiếng khen của ta đã vang đến lớn nhất làm cho tất cả những triều thần sứ thần và ngài cả phụ vương cũng là phải quay lại nhìn ta đợi đến khi ông thấy thấy gió ta rồi thì dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra lại hùng hằng chừng mắt cảnh cáo lại còn không quên quay đầu trợn mắt nhìn Kaka ca ca đang ngồi ở chỗ của ta. Có lẽ hôm đó đã quá mức oi bức, nên Kaka ca ca vốn là thể trạng yếu đuối cũng là không chịu nổi nhiều, hoặc là Kaka đang lo sợ khiến cho tâm trạng mệt mỏi hồi hộp hay sao? Mà khi phụ vương vừa mới chừng huynh ấy, huynh ấy <laughs> liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nói tới đây, Tích Vân cũng nhìn khẽ bật cười, trên mặt của nàng hiện lên sự vui vẻ. Cũng vì lần đó mà không chỉ là người dân ở trong nước hiểu lầm công chúa Tích Vân, Mặc dù lớn lên thành tú bất phàm, nhưng mà yếu đuối nhiều bệnh, mà hết sứ thần của các nước cũng là viện bảo với quốc chủ của bọn họ như thế. Vậy cho nên, thế nhân đều đồn rằng công chúa Tích Vân của Bạch Phong quốc này gợi yếu bệnh tật. Sau đó, ta đã biết được chuyện này, tất nhiên là không phục, tự nhận mình thân thể tráng kiện và võ công bất phàm, sao có thể chấp nhận cái danh xưng con bé bệnh tật được. Vậy là ta đền đi khiêu chiến với đại tướng quân võ nghệ cao nhất của Bạch Phong quốc lúc đó, thống lĩnh cấm quân, Lý Tiến. Ta nghĩ rằng nếu như ta có thể đánh bại được ông ấy Vậy thế nhà này sẽ không có đồn ta yếu đuối nhiều bệnh nữa Mà thực sự là cũng ngoài ý muốn Hôm đó ta sở ý cầm kiếm chặt đất đại đạo lòng hoàn của Lý Tiến Chỉ là ngoài ý muốn thôi đó nha Ta thực sự đã không muốn chặt đất đạo của ông ấy Tích Vân lại khẽ vuốt về bức họa năm 12 tuổi Trong bức tranh nàng cười tươi hớn hở Vô cùng đắc ý Bây giờ thì nụ cười này lại có một chút hơi ngại ngùng Lần đó Mặc dù ta thắng nhưng mà trận đất đau của đại tướng quân cũng là bất kính rồi. Vậy cho nên ta không dám khoe khoáng với ai. Đây phải gắn cái danh xưng công chúa bệnh tật kia vậy. Cũng vào khi đó, ta lại rất muốn đi ra ngoài nhìn. Rất là muốn biết những nước khác có ai võ công cao hơn Lý Viễn hay không. Vậy là ta đã lén lén bỏ nhà đi. Chỉ nói cho mỗi một mình ca ca biết. Từ nhỏ, chuyện gì ca ca cũng nghe theo ta, giúp đỡ ta. Nhưng số phần dường như đã ứng nghiệp ở trên phong vương tộc. Ta thì khỏe mạnh, vui vẻ mà sống. Còn ca ca, huynh ấy phát bệnh càng ngày càng nhiều. Mỗi lần bị bệnh lại càng kéo dài hơn nữa. Mà cuộc sống tuyệt vời ở trên giang hồ làm cho ta quyến luyến mãi không thôi. Đã quên cả trở về. Không biết ca ca đang đau bệnh cô độc. Nhiều năm như vậy, huynh ấy chỉ nằm suốt ở trên giường. Xung quanh là bốn bức tường của Hoàng Cung. Vừa tịch mịch mệt mỏi, vừa bi quan chán đời. Vậy nhưng mỗi lần ta trở về Huỳnh ấy lại không nói gì hết Luôn luôn mạnh mẽ kiên cường mỉm cười Để nghe ta kể những câu chuyện trên giang hồ Rồi lại mỉm cười tiến ta đi Đến khi ta nhớ tới ca ca Muốn bù đắp cho Huỳnh ấy Vậy thì đã muộn rồi Tinh Vân đứng ở trong bức tranh cuối cùng vẽ phong tả nguyệt Giờ tay khẽ chạm vào lúng đồng tiền của phong tả nguyệt trong tranh Lại thường tiếc cảm khái Từ nhỏ Ca ca đã bao dung ta Một bạch phong tịch tùy tính người trên giang hồ đó là do ca ca cưng chiều. Ca ca, Hưng đã gửi gắm tất cả những gì của mình vào muội sao? Bởi vì muội có một thân thể khỏe mạnh, có thể bay thật xa, thật cao. Có phải không? Lãn tức lặng lặng nghe nàng nói, ánh mắt đảo qua những món quà được làm bằng tay trên chiếc bàn bên dưới những bức họa. Rất nhiều thứ hết sức đơn giản và thô sơ. Vậy nhưng hắn biết, nếu như so với núi vàng bên ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ do dự để chọn lấy những thứ này. Những thứ đồ vụt, vật, vốn chẳng đáng một đồng ở trong con mắt người khác. Những món quà như vậy, có vài người suốt trong cuộc đời cũng sẽ không bao giờ hề nhận được, dù chỉ là một món. Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc thuyền gỗ nhỏ trên bàn, đó là một món quà đầu tiên mà Phong Tả Nguyệt làm cho Tích Vân, trông thực sự vụng về đến nỗi còn không giống như là một chiếc thuyền. Hắn so so vết đao ở trên thuyền, động tác lại dịu dàng, chỉ có thanh âm và lạnh ngắt như băng. Phong vương tộc, dù công đợi cô độc, nhưng vẫn có rất nhiều hạnh phúc. Giọng nói vừa yên tĩnh vừa lạnh lùng của hắn khiến cho Tích Vân đang tươi cười ngắm nghía bức tranh lại chợt khựng lại. Chỉ thấy làn tức nhẹ nhàng thả chiếc thuyền gỗ trong tay xuống bàn, tự như sợ sẽ làm hư nó mất. Hắn ngẩng đầu nhìn Tích Vân, ánh mắt lần đầu tiên trong vắt đến mức khó có thể thấy được, lại lạnh lẽo như băng trong nước, không hề có một chút nào hơi ấm. Tuy mỗi đời phong gia chỉ có một người kế vị cô độc, nhưng mà lại không hề dính tới máu tanh, mà phong vương tộc của cô cũng là chưa bao giờ xuất hiện những màn thủ túc tương tàn độc ác hơn cả cầm thú. Bởi vì rất lâu rồi, mới có một người huynh đệ cho nên các người sẽ rất quý trọng lẫn nhau. Bất kể là sau này có đi xa, tình cảm ấm áp đó vẫn sẽ còn lưu lại mãi mãi. Nhưng... Hắn rời bước tới gần, mở quang lại lướt nhanh nhìn qua ảnh của Phong Tà Nguyệt đang tươi cười. Nụ cười ôn nhu và vui sướng, hài lòng tự như mình đang ngắm toàn bộ thiên hạ. Đầu ngón tay của hắn khẽ chạm vào nụ cười kia. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này ở trong phương tộc của ta ngay cả khi còn bé. Dường như có một tảng đá ném vào giữa hồ, lầm rội nên lên tiếng sấm. Bên tai của nàng nghe thấy những thanh âm ầm ầm vàng vọng, tâm trạng không khỏi bị rung động. Nàng nhìn nam tử trước mắt, vẫn là một người tuấn nhã và ung dung, thần thái chẳng chút nào thay đổi. Nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trên mặt của hắn cũng không hề cởi bỏ. Vậy nhưng, đầu ngón tay, ngón tay của hắn lại dừng lại thật lâu ở một chỗ. Nàng lại cảm thấy có một sự chua xót bắt đầu dâng lên, anh mắt đau nhói lại nhìn thấu ngón tay đó Thực sự hiếm khi thấy người nói những lời này với ta Làm tức nghe nàng nói như vậy anh mắt rời ra khỏi bức tranh dừng lại trên người của nàng Hắn kịp nhìn thấy một tia đau lòng trong đôi mắt của nàng Không khỏi ngẩn ra Màu quang lại vội vàng chuyển sang chỗ khác Lại cực kỳ tùy ý Cô lại đang lịnh làm gì với ta vậy Tích Vân cười cười, khôi phục lại sự thản nhiên, đôi mắt đào quanh mật thất một vòng, rồi rơi vào người của Lan Tức. Đống gạch vụn bên ngoài Ta cho người hết Còn nơi này Phụ vương đã qua đời Nhưng thứ quý rất Quý giá nhất của ta ở trên thế gian này Cũng là chỉ có bao nhiêu đây thôi Vậy cho nên Bất luận sau này ngươi làm vương hay làm đế Cũng không được động vào nơi này Làn tức nghe vậy ánh mắt trượt lóe Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi Tích vần vẫy tay Giống như đã biết hắn muốn nói gì Vốn ta không cho ngươi xem nơi này Có điều với sự thông minh của ngươi Trước sau gì Người cũng sẽ phát hiện ra phía sau bức tranh này Có một mật thất bí mật Vậy cho nên bây giờ ta dẫn người tới trước Mai mốt đừng có vào lại nữa Những vật này Hãy để cho nó vĩnh viễn nằm dưới lòng đất Cô đang lo lắng nếu như ta cho gia nhân Chuyển mấy cái thứ bên ngoài xong Bọn họ sẽ tự ý vào đây sao Làng tức nhíu mày Không khó đoán ra ý của nàng Ai dám tự ý vào Tất chết Tịch Vân thản nhiên nói Thanh âm của nàng lạnh lùng như hạn băng sứ giả lan ám mặc dù là tử sĩ của hắc phong quốc nhưng tài phú mà bạch phong quốc ta cất giấu 300 năm này đương nhiên là không hề có người bảo vệ hiểu rồi Lan tức khẽ gật đầu vậy đi thôi nặng liếc nhìn phong tạ nguyệt lần cuối mùi khẽ mấp máy sau đó lại thở dài tay khép cửa lại hai người quay về ra khỏi thạch thất thì đã trông thấy ánh mặt trời Lan tức nhìn quanh đỉnh viện một vòng lại cảm thán Cục điện trong này thực sự giống người trong thần thoại Thần thoại Tích Vân lại cười có chút tiếc nuối Thần thoại Luôn luôn tan biến đi nào vừa nói xong thì lại vỗ tay bốn cái Trên không trung có bốn bóng người bay xuống Quỳ dạp dưới đất Lại cúi đầu kêu to Tham kiến đại vương Tích Vân lại khẽ giơ tay lên ý bảo bốn người hãy đứng dậy Chỉ vào Lan tức nói Hãy nhớ ký công tử làn tức Ngoài trừ ngài ra Ai dám tự ý vào Giết chết không tha Rõ Bốn người kia đồng thanh đáp chợt lan tức lại cảm thấy có những ánh mắt lạnh như bằng sắc bén như mũi đau chứa những sát khí nhìn chằm chằm vào mình giống như là muốn bắt bầm nát xương cốt của hắn đi đi tích vân lại phất tay bốn bóng người biến mất không dấu vết võ công của họ cũng là không kém ta và cô lan tức nói bọn họ đã được truyền thụ nhiều đời suốt đời chỉ canh giữ mỗi một thách thất này và luyện tập võ nghệ tất nhiên là mạnh hơn những kẻ mua danh trục lợi trên giang hồ tích vân rồi bước đi ra khỏi cung Lan tức lại chậm rãi Nhìn thạch thất dưới lòng đất đã đóng kín Trượt lại nhẹ nhàng nói Tạm thời ta sẽ không cho người chuyện những thứ này đi Tích vân nghe như vậy lại quay đầu Tại sao? Bởi vì bây giờ Ta chưa phải là vương của Hắc Phong Quốc Lan tức đáp không một chút cảm xúc Ánh mắt rơi về nơi xa xa phía chân trời Hết trường